trên thế giới, 70.000 người biểu tình phản đối chính phủ Séc. Nga tổ chức lễ tang cho cựu tổng thống Liên Xô. Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa buộc Hy Lạp trả giá đắt. Indonesia tăng giá nhiên liệu 30% để kiềm chế trợ cấp. Phi công Mỹ lượn vòng trên không, dọa đâm máy bay vào siêu thị. Tại Việt Nam, thêm 16 cây xăng ở Hà Nội dừng bán vì hết hàng. Bắt giữ 2 tàu chở trái phép 75.000 lít dầu. Dự báo giá xăng sắp giảm mạnh, giá dầu tăng đột biến. Đà Lạt ngập nặng, kết cục đã được nhìn thấy trước. Hằng Lâm xin được chào mừng quý vị đến với chương trình Trưa Chủ Nhật ngày 4 tháng 9 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Vâng thưa quý vị, cuộc khủng hoảng năng lượng đã bắt đầu lan rộng tại châu Âu. Ước tính có khoảng 70.000 người đã biểu tình ở Praha chống lại chính phủ Cộng hòa Séc hôm 3 tháng 9, kêu gọi liên minh cầm quyền làm nhiều hơn nữa để kiểm soát giá năng lượng tăng cao, đồng thời lên tiếng phản đối liên minh châu Âu và NATO. Cuộc biểu tình diễn ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Séc vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội nước này, cho thấy khủng hoảng năng lượng của châu Âu đang thúc đẩy những bất ổn chính trị ở nhiều quốc gia, trong đó có Cộng hòa Séc, khi giá năng lượng tăng cao ở mức chưa từng thấy trong 3 thập kỷ qua và gây ra lạm phát trên diện rộng. Trao đổi với truyền thông, Thủ tướng Séc Petr Fiala, người lãnh đạo chính phủ Liên minh năm đảng Trung Hữu, cho biết biểu tình không giải quyết được tình hình hiện tại của đất nước, đồng thời cáo buộc các lực lượng thân Nga và chống lại lợi ích của Cộng hòa Séc đứng sau cuộc biểu tình lần này. Nga tổ chức lễ tang cho cựu Tổng thống Liên Xô. Ngày 3 tháng 9, hàng ngàn người Nga đã đến viếng và đặt hoa tưởng nhớ nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô. Nhiều người nói rằng họ muốn tưởng nhớ ông như một nhà hòa bình, người đã phá bỏ chủ nghĩa toàn trị và góp phần cho sự sụp đổ của Liên Xô. Tang lễ kéo dài trong 4 giờ, sau đó ông Gorbachev được chôn cất tại nghĩa trang Novodevichy ở thủ đô Moscow cạnh người vợ Raisa đã qua đời năm 1999. Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ sự kính trọng với ông Gorbachev, nhưng đã không tham dự sự kiện tưởng niệm vào hôm 3 tháng 9 với lý do lịch trình bận rộn. Ông Gorbachev cũng không được tổ chức tang lễ cấp nhà nước như ông Boris Yeltsin, tổng thống đầu tiên của Nga thời hậu Xô Viết, người đã chọn ông Putin là người kế nhiệm. Trước đó, ông Gorbachev, nhà lãnh đạo Liên Xô từ năm 1985 đến năm 1991, đã qua đời vào hôm 30 tháng 8 ở tuổi 91. Ông đã đoạt giải Nobel Hòa Bình vào năm 1990 cho vai trò của mình trong việc kết thúc chiến tranh lạnh. Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa buộc Hy Lạp phải trả giá đắt. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa đưa ra lời cảnh báo gay gắt đối với Hy Lạp, đồng thời khẳng định nước này sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục quấy rối các máy bay Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan phát biểu trong một cuộc biểu tình ở khu vực Biển Đen, nói với những người tham dự, hãy nhìn lại lịch sử, nhấn mạnh rằng khi thời điểm đến, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm những gì cần thiết. Hai quốc gia này có tranh chấp ở vùng biển và vùng trời trên biển Asia và thường xuyên diễn ra các cuộc chạm trán trên không. Hy Lạp cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đưa máy bay bay qua vùng trời của các hòn đảo thuộc chủ quyền của nước này. Trong khi đó, thì Ankara cho rằng việc Athens đóng quân trên các hòn đảo ở biển Aegea là vi phạm thỏa thuận hòa bình được ký kết sau Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai. Trước đó, vào hôm 2 tháng 9, ông Erdogan tuyên bố NATO mạnh nếu Thổ Nhĩ Kỳ có mặt. NATO sẽ không mạnh nếu không có Thổ Nhĩ Kỳ. Indonesia tăng giá nhiên liệu 30% để kiềm chế trợ cấp. Hôm 3 tháng 9, giới chức Indonesia thông báo nước này sẽ tăng giá nhiên liệu lên khoảng 30%, bất chấp nguy cơ nổ ra những cuộc biểu tình phản đối. Giá xăng sẽ tăng từ khoảng 12.000 đồng một lít lên gần 16.000 đồng một lít, trong khi giá dầu diesel từ hơn 8.000 đồng một lít tăng lên gần 11.000 đồng một lít. Tổng thống Joko Widodo nói đây là lựa chọn cuối cùng của chính phủ. Bộ trưởng Tài chính Indonesia cho biết, nếu không tăng giá, trợ cấp năng lượng sẽ lên tới gần 47 tỷ đô la Mỹ, gấp hơn 4 lần so với ngân sách ban đầu. Từ trước tới nay, các khoản trợ cấp năng lượng đã giữ cho lạm phát ở Indonesia ở mức thấp. Tỷ lệ lạm phát tháng 8 tại nước này là 4,69%. Theo chuyên gia dự đoán, con số sẽ lên đến 6% vào cuối năm nay. Một số trạm xăng ở thủ đô Jakarta đã chứng kiến hàng dài xe hơi sau quyết định tăng giá này. Lần tăng giá nhiên liệu gần đây nhất ở Indonesia là vào năm 2014, vài tháng sau khi ông Joko Widodo nhậm chức,
Sự kiện này sẽ làm bùng lên những cuộc biểu tình trên khắp cả nước. Đảng Lao động Đối lập dự kiến tổ chức biểu tình kêu gọi hủy bỏ chính sách tăng giá. Chủ tịch đảng Seth Ipo nói rằng việc này chắc chắn ảnh hưởng tới sức mua. Ông nói tiền lương không tăng trong 3 năm qua, lạm phát chắc chắn sẽ tăng mạnh. Và nối tiếp là thông tin, phi công lượn vòng trên không đe dọa đâm máy bay vào siêu thị. Hôm 3 tháng 9, một phi công đã đe dọa sẽ đâm thẳng chiếc máy bay mình đang lái vào một cửa hàng Walmart thuộc thành phố Tupelo, bang Mississippi của Mỹ, khiến cho mọi người trong cơ sở này phải sơ tán. Cụ thể, vào khoảng 5 giờ ngày 3 tháng 9, Sở Cảnh sát Tupelo đã được thông báo rằng phi công trên một máy bay đã liên hệ đường dây nóng 911 và đe dọa cố ý đâm vào một cửa hàng Walmart. Theo các đoạn video chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, một máy bay cỡ nhỏ đã bay theo vòng tròn ở độ cao thấp. 4 tiếng sau, máy bay mới rời không phận Tupelo do cạn kiệt nhiên liệu. Viên phi công đã được xác định là nhân viên kỳ cựu đã làm việc 10 năm tại một sân bay trong khu vực. Cảnh sát cho biết anh ta đã bị bắt sau khi hạ cánh xuống một cánh đồng, bị buộc tội ăn cắp vặt và đe dọa khủng bố. Quay trở lại với thông tin tại Việt Nam, thêm 16 cây xăng ở Hà Nội dừng bán vì hết hàng. Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, trong ngày 3 tháng 9, cơ quan này ghi nhận có 19 cây xăng trong tổng số gần 500 cây xăng trong thành phố dừng bán. Trong đó có 16 cơ sở ngừng bán các sản phẩm xăng dầu khác nhau vì hết hàng, nhà phân phối chưa có hàng để cung cấp. Lực lượng chức năng đã kiểm tra bể chứa và xác định các cơ sở này đã hết xăng dầu. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết chưa phát hiện trường hợp nào đầu cơ, gầm hàng hoặc tạm dừng hoạt động mà không thông báo với Sở Công Thương theo quy định. Trong vài ngày qua, một số cây xăng đã báo cáo về việc phải nhập hàng với giá đầu vào bằng giá bán ra. Thậm chí có đơn vị phản ánh phải nhập giá đầu vào cao hơn khoảng 1.000 đồng một lít so với giá bán. Đại diện một cây xăng ở khu vực Hà Đông, Hà Nội cũng chia sẻ với tờ Tuổi Trẻ Online, hiện nay chiết khấu xăng RON 95, RON 92 và dầu DO về không, cộng thêm các chi phí và phí vận chuyển thì doanh nghiệp hiện đang lỗ khoảng 300 đồng một lít. Như vậy, càng bán nhiều thì doanh nghiệp càng lỗ nhiều. Vâng thưa quý vị, tình trạng người dân đi mua xăng hết xăng, đi mua dầu hết dầu đang diễn ra rải rác khắp các tỉnh thành. Nhiều thuyền cá phải nằm bờ vì không mua được nhiên liệu để chạy ra biển. Tuy nhiên, việc mua bán xăng dầu trái phép, không giấy tờ vẫn thỉnh thoảng được lực lượng chức năng phát hiện. Vào ngày 3 tháng 9, lực lượng chức năng ở thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cho biết đã bắt giữ hai tàu vận chuyển khoảng 75.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam. Theo đó, trong khoảng 20 giờ đến 21 giờ 45 phút ngày 2 tháng 9, cảnh sát biển phát hiện hai tàu cá mang số hiệu có nhiều dấu hiệu nghi vấn và ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, một tàu vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO, tàu còn lại vận chuyển khoảng 45.000 lít dầu DO. Cả hai tàu đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Hiện đã lập giấy tờ thu giữ và phạt hành chính hai tàu cá này. Cũng liên quan đến thị trường xăng dầu, dự báo giá xăng sắp giảm mạnh, giá dầu tăng đột biến. Theo quy định, giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ lễ, nên đợt điều chỉnh sẽ được lùi sang ngày 5 tháng 9. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 31 tháng 8 đột ngột giảm mạnh so với vài ngày trước. Theo đó, bình quân xăng RON 92 và RON 95 rơi vào khoảng gần 108 đến gần 111 đô la Mỹ, còn giá dầu diesel là khoảng 146 đô la Mỹ một thùng. Một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối tại phía Nam cho hay, theo xu hướng giảm này, dự báo xăng trong nước ngày mai có thể giảm khoảng 200 đến 300 đồng một lít. Tuy nhiên, dầu sẽ tăng mạnh ở mức từ 1.800 đến 2.000 đồng một lít. Hiệp hội xăng dầu Việt Nam cũng đưa ra nhận định tương tự khi cho rằng giá dầu diesel trong 2 tuần gần đây có mức tăng từ 10 đến 16% so với giá bình quân kỳ điều hành trước đó. Điều này khiến cho giá dầu có thể chịu áp lực tăng giá trở lại. Nếu đúng như dự đoán, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ giảm tiếp sau 5 lần hạ nhiệt, đưa giá xăng về mức từ 23 đến 24.000 đồng một lít. Tuy nhiên, nếu dầu tăng giá như dự báo thì sẽ vượt qua giá xăng trong nước. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 22 lần điều chỉnh giá, trong đó có 13 lần tăng và 8 lần giảm, cùng với 1 lần giữ nguyên. Hiện giá xăng RON 92 và RON 95 trong nước ở quanh mức từ 23.700 cho đến là 24.600 đồng một lít.
Và cuối video trưa nay, mời quý vị chúng ta hãy cùng nhìn lại toàn cảnh đường phố của Đà Lạt ngàn hoa chìm trong biển nước. Vì lẽ gì mà Đà Lạt ngập nặng đến như vậy? Kết cục này thực sự đã được nhìn thấy trước, nhưng con người vẫn phớt lờ trước các điềm báo của thiên nhiên. Vâng thưa quý vị, vào chiều ngày 1 tháng 9, thông tin Đà Lạt ngập nặng ở khu vực trung tâm kéo dài 30 phút tràn ngập các phương tiện thông tin đại chúng, khiến cho người dân quan tâm. Người ta ngỡ ngàng khi một nơi cao nguyên lại có thể chịu cảnh ngập lụt như thế. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng hiện tượng này không có gì là lạ và có thể dự báo trước. Theo tờ Vietnamnet, một kiến trúc sư Việt Nam làm việc ở Hàn Quốc chia sẻ khi đến thăm Đà Lạt rằng, muốn hòa mình vào khí hậu mát lạnh, cảnh thiên nhiên và tham quan các di sản. Tuy nhiên, thực sự ngỡ ngàng khi Đà Lạt bây giờ khác quá, bê tông hóa, dày đặc nhà cao tầng, khách sạn, dấu tích xưa ít dần. Các mảng xanh và rừng thông bị xâm hại đã nhường chỗ cho các công trình, suối bị lấn chiếm, lấp dần. Nhiều nơi đất trống buộc bao phủ bởi hệ thống nhà kính để trồng rau, hoa màu, hệ thống cửa ga thoát nước chưa được đồng bộ. Vâng thưa quý vị, có thể thấy rác, nhà kính và bê tông dường như lấy hết không gian thoát nước của Đà Lạt. Sau trận lụt, chính quyền mới phát hiện việc xả rác bừa bãi ra suối Cam Ly, con suối dài hơn 70 km chảy xuyên qua Đà Lạt, mang nước vào hệ thống sông Đồng Nai. Bởi lượng rác này làm giảm khả năng thoát nước của con suối. Hệ thống thoát nước của thành phố hiện cũng không đáp ứng được mức độ bê tông hóa ngày càng nghiêm trọng. Ngoài ra, nhiều chuyên gia nhìn nhận, nhà lưới, nhà kính phối hợp với việc gia tăng mật độ bê tông đã làm suy giảm hệ số thấm dẫn tới việc ngập lụt. Hiện thành phố này có khoảng 10.000 hecta nhà kính. Lượng nước không thấm được qua nhà kính sẽ đổ ra suối trong thời gian ngắn, khiến cho nước dâng cao đột ngột tạo lũ. Thành phố ngàn thông đang đối mặt với việc mưa thì có lũ, nắng thì chịu hạn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mộng Sinh, nguyên chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng cho rằng, nước không thấm vào đất khiến suy kiệt nguồn nước ngầm ở những vùng đất có nhà kính. Và ở đây chất lượng đất nông nghiệp cũng sẽ suy giảm rất nhanh. Vâng, không chỉ chúng ta nhìn thấy hậu quả trước mắt khi Đà Lạt chịu cảnh ngập sâu, mà người dân ở đây cũng đang chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Đà Lạt với diện tích khoảng 393 km2, hơn 90 năm trước, những kiến trúc sư người Pháp lập quy hoạch Đà Lạt đã cảnh báo nguồn nước ngầm, nước bề mặt chỉ đủ cung ứng cho khoảng 120.000 người. Đến nay, với dân số đã hơn 200.000 người, tính cả du khách vãng lai, có thể lên tới 300.000 người. Đà Lạt cũng không còn sở hữu danh hiệu thành phố không đèn giao thông nữa, vì cần phải sử dụng để phân luồng giao thông tránh kẹt xe. Vậy thì rốt cuộc, thông điệp mà các hiện tượng thiên tai diễn ra ở Đà Lạt muốn gửi gắm đến người dân của nơi đây có lẽ chính là hãy bảo vệ môi trường, các mảng xanh thiên nhiên, tận dụng địa hình tự nhiên, khoảng trống trên đường phố để thoát nước, khơi thông dòng chảy vốn có, nạo vét dọn dẹp rác thải thường xuyên, mở rộng cửa thu nước phù hợp, thay đổi cách thức làm nhà kính đảm bảo thấm hút nước. Và có lẽ ai tìm tới Đà Lạt cũng muốn hòa mình vào thiên nhiên với tiết trời se se lạnh và mát mẻ, với tâm tình bồi hồi, háo hức khi nghĩ đến những danh từ mỹ miều dành riêng cho Đà Lạt. Thành phố sương mù, thành phố ngàn thông hay là lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Mong rằng các quy hoạch của thành phố sẽ cân bằng tốt mối quan hệ hiện đại hóa và bảo vệ cảnh quan tự nhiên cùng với bản sắc kiến trúc riêng biệt của Đà Lạt. Và đến đây, chương trình trưa nay cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chúc quý vị buổi trưa thư giãn và an hòa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.